Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin nóng 24 giờ của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Hôm nay ngày 22 tháng 3, bản tin của chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hòa Bình, đề nghị bỏ quy định thành lập quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xét xử theo hình thức trực tuyến. Nữ cựu đại úy công an từng đại náo sân bay bị truy tố tội cướp tài sản. Khách đi tàu Cát Linh Hà Đông tăng khoảng 30% so với trước Tết. Tổng thống Ukraine sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề với Tổng thống Nga. Fed để ngỏ khả năng đẩy nhanh việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 tại các nước Tây Âu bùng phát trở lại. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin lần sau với những thông tin cập nhật nổi bật trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.